nhằm xây dựng mô hình sản xuất mai phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa có sức cạnh tranh cao đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn huyện thủ thừa xây dựng mô hình lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến và phân bón hữu cơ trên cây mai đồng thời áp dụng hệ thống bù áp giúp cân bằng lượng nước tưới ở tất cả các vị trí thực hiện chương trình đột phá đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cây mai huyện Thủ Thừa chọn xã Long Thạnh để triển khai nhân rộng mô hình trồng mai theo hướng công nghệ cao. Theo đó, huyện thành lập hai tổ kinh tế hợp tác gồm 4 hộ với diện tích 1,2 hecta trồng trên 20.000 gốc mai và hỗ trợ đầu tư hai hệ thống tưới tiên tiến tự động với chức năng bù áp với tổng kinh phí 160 triệu đồng, trong đó quyền hỗ trợ 80 triệu đồng. Công nghệ mới này nó đúng ra là là nước rất ít nhưng mà nó hiệu quả là nó tưới tại gốc. Khi mình tưới phân hay gì thì nó nằm tại gốc rồi nó 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 không có phân tán phân đi thì tôi thấy cũng đạt hiệu quả khi mà tưới tiết kiệm nước nè thì thấy cũng được hệ thống tưới nước tiên tiến tự động được áp dụng theo công nghệ mới giúp người nông dân chủ động hơn trong quá trình canh tác mai thông thường cứ 3 ngày sẽ bật hệ thống tưới một lần trong thời gian 30 phút cho dù ở gần hay xa máy bơm thì lượng nước vẫn đảm bảo cung cấp đồng đều đặc biệt là tưới phân cho cây may, hệ thống tưới ngay gốc không bị thất thoát về phân bón dự kiến đó, thì trong nhiệm kỳ là sẽ làm cả trình khoảng cả 5 hecta là thực hiện về các cái mô hình điểm các cái mô hình trình diễn để từng bước là tạo điều kiện để cho bà con học hỏi rồi nhân rộng ra trên toàn địa bàn để làm thế nào đó là giảm cái lượng nước giảm cái lượng phân đủ để phục vụ cho cái sự phát triển của cây mai tránh cái lãng phí thất thoát Tổ kinh tế hợp tác xây dựng hệ thống tưới nước tự động áp dụng công nghệ mới, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước thay đổi tập quán sản xuất của người dân, từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất liên kết chặt chẽ, gắn giới tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị bền dẫn, thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình đột phá đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mà nghị quyết Đại hội 12 Đảng Bộ Quyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.